Damn, look at that.
OK. Và máy này là máy gì đấy? Rửa người ta hay là mua? Đun. Thế hoa sáng đi chiều về à? Tí phải đi đón bây giờ ấy, tí em phải đi đón bây giờ ấy. Hôm nay nó nghỉ à? Không. Nhưng đi học thì tí em đi đón bây giờ. Học buổi sáng đấy à? Không. Chỉ mà 10 giờ thì đón là 11 giờ. Nó ở đấy mẹ mình.
Ok. Ok. Rồi anh cứ pha mà ra nhá.
Thank you.
vào đi cứ ngồi. Thank you.
chết sớm thế? Hả? Sao chết sớm thế? Phí. Chết. Chết thật. Tôi xin nhá. Ừ. Cảm ơn nhá. Vâng. Thank you.
xong để vận sau. Dựng được đấy. Thank you.
cho cái đồng hồ gì kia đây. Được chưa? Ok. Ngủ đi. Thank you.
đúng một nữa.